Hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Cuphead Đầu Ly. Được rồi, thì rất là vui lại được gặp anh em trong cái tựa game siêu khó này. Ok, thì trước khi bắt đầu mình nhắc nhở các bạn là chơi cái game này nhớ để xa những cái vật dụng mà dễ vỡ ra nha. Chứ là rất có nguy cơ là anh em sẽ cầm cái gì đó đập nát đấy. Khá là ức chế. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thêm cái boss nào đó để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo. Xem bây giờ là thím nào sẽ tiếp tục bữa tiệc của chúng ta đây. Oh, hello anh bạn. Và hôm nay chúng ta có gì đây anh bạn? Cái thằng này hình như là một cái bình nước thì phải. Để xem em bình nước sẽ dẫn chúng ta đi đâu. Cái loàn gì đây? Ôi rồi ôi, chào chị. Ơi khoan. Bây giờ chúng ta ấy máy bay rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta là chiếc máy bay. What the fuck? Chị ơi, bình tĩnh chị ơi, sao chị lại biến thành con cừu thế này? Chị ơi, từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh chị ơi. Trời ơi, chưa gì vào nó cho mấy quá. Nó hút này, nó chuẩn bị hút này. Ui giời ơi, thế. À biến lại thành máy bay à. Con mỉa mày. Ê. Phải cả ha. Wow. Ok, lần đầu thôi, cứ bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Đấy, chúng ta có thể biến thêm máy bay nhỏ đấy anh em ạ. Không có gì phải sợ cả. Không sợ. Wow. Oh shit man. Hey. What the fuck up? Ôi, đầu sen khó quá trời quá đất. Ôi cười kìa, mẹ cười nó cũng ra chữ nữa. Nó cười mà nó ra đạn nữa kìa, vớ vẩn. Ôi dồi ôi, cái gì thế kìa. Oh my god. Lại còn có gì cơ. Cupid à? Phải Cupid không anh em? Ê, đấy biết ngay chứ. Oh fuck. Ok hiểu. Ui giời, nó chọc kìa. Ấy, chọc ai? Biến lại đi. Oh my god. Ui giời ơi, rồi sao nữa? Đây, ăn bom địa ngục đi con. Boom. Yes. Ui giời ơi, nó vừa ăn một quả bom địa ngục siêu bự luôn em ạ. Nhưng mà hình như là vẫn chưa xi nhê gì cả. Ui, nó đâm kìa. Đấy, bố mình biết nha. À, Cupid kìa, everybody Cupid. No. Motherfucker. Yes. Yeah. Boom. Vẫn chưa chết à? Sao trâu thế? Sao trâu vãi linh hồn thế? Đùa. Cái gì đây? Chết chưa? Quá đơn giản. Ê, Nó chưa chết. Nó chưa chết. Ôi mày chúa. Chế vãi lìn luôn anh em ơi. Trời ơi, tôi thề luôn. Ui. Đấy. Phạc á. Ê, cái gì đấy? Ôi, nó còn có biến hình mới nữa cơ. Ôi rồi ôi. Chết rồi. Chết tôi rồi. Đậu sen nó. Mẹ, nó toàn mấy cái chiêu dị hợm chứ không ạ. Ôi, đậu. Hay thế nhờ. Bực đấy. Khá là bực đấy. Tôi chết. Úi rồi ôi. Không có đơn giản thế được. Bình tĩnh tự tin chiến thắng. Baby. Bình tĩnh tự tin chiến thắng. Yolo. Ê, nó chết rồi. Bây giờ nó sắp biến hình à? Nó sắp biến hình thành mặt trăng anh em ạ. Hay đấy. Ăn đạn nha con. Sao, tính sao? Chết chưa?
chưa chết, vẫn còn rất là dài. Úi giời ơi, kinh gì thế nhỉ? Ôi chết tôi. À, à mày à. Có một xì nữa là win rồi mà nó không cho win. Ở bên này rồi. Oh my god, còn có một máu anh em ơi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao với cái tụi này đây? Ngon. Yes, thắng rồi này mày. Gần chết rồi mày. 10 lần. Tôi phải để cho cái con boss này đến tận 10 lần mới qua được thì làm. Thôi không cần phải A B hay gì đâu, D cũng được. Đến sau là qua là được rồi. Mừng quá, mừng thế không biết. Yeah, ngon quá mấy thím mày. Được rồi, ngon quá trời quá đất luôn. À, chúng ta qua cái chỗ nào đây? Đây, đây có chỗ mới là có chỗ mới nè. Wow, sao bây giờ chúng ta lại vào cái chỗ nó đây? Ôi. Oh fuck. À, bây giờ lại vào khu rừng nữa anh em ơi. Toàn là bỏ cánh cứng với cái loài gì ở đâu ấy. Cái gì đây? Chim gọ kiến à? À. À, à. Oh my god. Baby. My god. Ê, đồng xu. Yes. Được rồi. Nice, baby. Úi dồi ôi, đầu xanh. Anh ấy có hay. My god. Cái gì đây? Con lần gì đây? Đây nữa. Úi sao nhiều thế? Nhiều vậy chưa? Bên này có cái gì đây này? Cái con người gỗ anh em ơi. Ê, hay lắm. Hay quá. Ôi, nguy hiểm chết người anh em ơi. Úi giời ơi. Hay quá, vỡ đâu rồi? Damn. Khó thế nhỉ. Sao cái lon như nó cũng khó, cả boss cũng khó, mấy cái con nhỏ nhỏ này nó cũng khó nữa. Lên được cái chỗ nào ấy? Cái gì đây? Cái nồi gì đây? Sao mất rồi? Sao tự dưng bé kiến đi đâu ấy? Hiểu. Ôi, khó thế. Ôi, khó vậy đã. What? My god. No. Fuck, còn một máu anh em ơi. Quả này thì ăn cước rồi. Còn một máu sao chơi? Không win được, không ấy khó quá.
không biết nói lời gì nào hơn nữa luôn anh em ạ. What the fuck up? Really? Are you fucking kidding me, huh? Okay. Okay, fine. Okay. Oh, fuck! Ôi, gần vị đích rồi kìa. Ôi, đậu xanh. Tôi còn phải thử bao nhiêu lần nữa. Nó khó vãi cả đái luôn anh em. Come on man. Come on man, you can do it man. Come on man. Come on man. Come on man. Come on, man. Oh, ooh, bravo, baby. Yes, cuối cùng qua rồi anh em ơi. Oh my god. Đéo tin được luôn. Gần 20-30 lần luôn anh em ơi. Đậu xanh nãy giờ tôi chơi không biết bao nhiêu lần. Trời thương rồi, yes. Hàng xe cũng được, qua giờ là mừng rồi. Ok, rất là vui luôn, ok. Trời thương rồi, cuối cùng thì nó cũng cho tôi qua cái màn khốn nạn này. Thực sự là phải nói một câu là cái màn này thực sự là một cái màn rất là khốn nạn luôn anh em ạ. Ok, và được rồi, chúng ta đã qua được cái màn chết tiệt đó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem qua bên này có cái gì. Mình nhìn cái hoa hoa kia là mình biết là có liên quan con boss nào đó, có liên quan tới hoa hòe rồi đó. Nghi nghi lắm. Ok, có vẻ là ở đây sẽ có gì đó rất là đặc biệt đây. What the fuck? Đấy, tôi biết ngay. Đầu sen quỳ. Ủa, nó bắn cái gì kìa? Mày bắn cái gì kìa? Ủa, à, quên. Ủa, cái gì đó kìa? Ủa, cái loạn gì đây? Ủa. Mày múa. Mày muốn cái đạo động tác gì đấy con kia? Mình đéo. Ôi, what the fuck? Hay đấy. Ê, 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 ô. Ô, khó nhờ. Kinh nhờ. Ê, bót hoa ghê vãi nồi luôn. Ô. Ôi, đệt. Kinh khủng. Ê, phải nói là khó kinh khủng luôn. Trời ơi, lần đầu tiên tôi gặp cái con boss hoa như này luôn á. Cái siêu dị hợp luôn, hoa gì đây? Hoa hướng dương anh em ạ. Hoa hướng dương anh em ạ. Úi dồi ôi, hèn thế. Hèn thế, úi dồi ôi. Bắt bài rồi nha con. Bấy bấy. Ây, ơi, ơi. Ây, ơi, ơi, ơi. Hay lắm. Why shit. Chết đi con chó, chết đi con chó, chết đi. À, fuck. Fuck, 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 fuck. Game hay, yes, game hay. Ôi, đấy, yes, baby. Bắt bài rồi, bấm bắt bài rồi con ạ. À. À. Không cười nổi mà không khóc nổi luôn này nè mà. Bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi, sao lâu thế? Sao mày lâu chết thế, em dai vãi đái luôn. Ui, biến hình rồi anh em ơi. Biến hình rồi anh em ơi, oh, what the f- What? Oh yeah. Oh no. Wow.
Nó biến hình lên em ơi, nó biến hình thành cái con gì ấy, cái gì. A few moments later. Đốt nó. À fuck. Fuck me man. À fuck me man. Fuck you. Oh my god. Phải công nhận là mỗi lần mà mình đến qua một con boss trong cái tự game này là như kiểu là mặt trời bắt đầu chói sáng những vùng đất tối tăm nhất. Mà kiểu là không thể nào mà tin được. Khó lắm anh em ạ. Nó khó phải đái rồi. Ok hàng B. Bây giờ mình nói trước với anh em rồi, nếu anh em có chơi cái tự game này thì nhớ để những cái đồ vật nào mà dễ vỡ ra khỏi tầm tay, kẻo là nó vỡ như chơi đấy. Ok thì rất cảm ơn anh em đã xem mình đến bầm dập cái túi boss Sida trong cái game này. Và hẹn gặp lại anh em trong những tập tiếp theo, những tự game tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và chúc ngày tốt lành.